Công an tỉnh Bình Dương cho biết là hiện nay đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tham gia và ứng dụng trò chơi đổi thưởng, dụ dỗ đầu tư ngoại hối trên các sàn giao dịch giả. Các đối tượng đăng các bài quảng cáo đường link trên các trang mạng xã hội với nội dung chia sẻ cách kiếm tiền dễ dàng để lôi kéo dụ dỗ người dân tò mò tìm hiểu khi người dân bấm vào thì sẽ được các đối tượng tự xưng là điều phối viên hướng dẫn viên đọc lệnh liên hệ và đưa về các hội nhóm chat với nhiều tài khoản chat ảo mục đích đánh vào lòng tham của người chơi nên các đối tượng cho người chơi thắng những lần đầu với lượng tiền nhỏ và cho người chơi rút tiền lời để tạo lòng tin sau đó các đối tượng dụ dỗ người chơi tham gia vào các lệnh với số tiền lớn khi người chơi gửi yêu cầu rút tiền đối tượng sẽ thông báo lỗi rút tiền và yêu cầu nạp tiền đóng vào các khoản phí bảo hiểm khác nhau để được xử lý yêu cầu rút tiền cứ như thế, đối tượng dễ ra và yêu cầu người chơi phải nộp rất nhiều các khoản phí. Thực tế, sau khi khách hàng nộp tiền xong, sẽ không rút được bất kỳ khoản tiền nào. Để phòng ngừa, người dân không tham gia đầu tư vào các hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa cấp phép, cụ thể là sàn giao dịch ngoại hối Forex, các ứng dụng trò chơi trúng thưởng và các sàn giao dịch giả mạo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác với các loại hình đầu tư dưới hình thức chơi game đổi thưởng cần cẩn thận với các chiêu trò nấp bóng sàn giao dịch nước ngoài lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo người dân tuyệt đối không chuyển tiền tham gia vào các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch forex do nhiều cá nhân tổ chức trong và ngoài nước tự lập